Thưa quý vị, mới đây thông qua đường dây nóng 090-1812-999, kênh VTC9 nhận được phản ánh của nhiều khán giả về tình trạng xuống cấp trầm trọng của một số hàng rào lan can bảo vệ hai bên bờ sông Tô Lịch, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và phòng tránh tai nạn đáng tiếc, hiện nay hầu hết những con sông chảy trong nội thành Hà Nội đều được lắp đặt hệ thống lan can cắm dọc theo chiều dài bờ sông. Tuy nhiên, tại đoạn sông Tô Lịch chảy qua địa phận phố Giáp Nhất, phố Nguyễn Ngọc Vũ thuộc quận Thanh Xuân, xuất hiện tình trạng lan can bảo vệ bờ sông đã siêu vẹo và nghiêng ngả như sắp đổ. Nhiều đoạn lan can bảo vệ đang trong tình trạng hư hỏng hoen rỉ, có nơi thậm chí đã không còn lan can bảo vệ. Ngoài ra, những đoạn có lan can bị hư hại, mất mỹ quan này đã vô tình trở thành nơi tập kết hay xả rác thải trực tiếp ngay xuống sông, gây ô nhiễm môi trường. Theo người dân sinh sống dọc bờ sông Tô Lịch cho biết, các công trường khi thi công tại đây đã tháo gỡ rào, chưa sửa mà đang quây tôn để đổ xe ô tô, nên tình trạng xuống cấp trầm trọng hơn, gây mất an toàn cho người dân khi di chuyển đi bộ trên vỉa hè dọc sông. Đề nghị cơ quan chức năng cùng đơn vị quản lý sớm có biện pháp xử lý ngay, không để người dân phải lo lắng khi lưu thông qua những tuyến đường không có lan can này.